Dạ Vân Mai chiếc trà bông xin chào quý cô chú anh chị nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì em mới về một lô cốt thọ hương hàng rất là đẹp cả nhà. Hàng liền cốt 3 mùa và đặc biệt vô trong chậu C7 ha. Cành cốt thì nó sum xuê lắm rồi nha cả nhà. Và bây giờ xin mời chúng ta hãy cùng xem cây nhé cả nhà ơi. Đây, đây cả nhà. Trời ơi, coi cái cây nè cả nhà nhìn nè. Rất là sum xuê luôn ha. Đế thì ôi củ nở, đế thú đủ kiểu hết nha. Liền cốt hết rồi cả nhà. Ở một số cây thì nó đang có nút nụ nha. Đây cả nhà nhìn đây, rất là đẹp luôn. Đây trời ơi, cái cốt nó rất là bự nha cả nhà. Cành nhánh như thế này nha. Rồi lô này ngày hôm nay em bán với giá là 160 ngàn một cây nha cả nhà. 160 ngàn một cây ha. Nếu mà chúng ta lấy từ 4 cây thì bên em bao ship nha cả nhà. 4 cây bên em bao ship ha. Đây là hàng cốt thọ hương chơi Tết. Và tiếp tục một cái lô giả siêu nụ hiện tại đang rất là hot trên thị trường luôn. Em đang thanh lý giá cực rẻ luôn cả nhà, chỉ có 100 ngàn một cây. Cả nhà nhìn nụ của nó nè, rất là dữ. Và đế lô này đẹp lắm luôn nha. Đế nôm, đế thú, củ não đủ kiểu hết cả nhà. Đây cả nhà nhìn nè, cái củ nè, nụ rất là dữ luôn nha. Đó cây nè, cành nhánh rất là xum xuê cả nhà. Trời ơi coi này cả nhà nhìn nè, lò xo luôn ha. Cốt cán thì quá tuyệt vời luôn. Đó, ba cây như thế này giá là 100 ngàn một cây. 4 cây như thế này là chúng ta sẽ được bao ship. Qua đây có đế con thú nữa nha cả nhà. Nói chung là nó rất là nhiều loại kiểu luôn ha. Đó, đó, 4 cây là 400 ngàn bên em bao ship nha cả nhà ơi. Rồi tiếp tục xin mời chúng ta hãy cùng ra đây thêm một số giống hàng chơi Tết nữa nha cả nhà. Ngoài cúc thọ hương siêu nụ thì bên em có hàng giảo Thủ Đức đây. Loại này liền có 3 mùa cả nhà ơi. À, đây, cành nhánh rất là xum xuê ha. À, đây, tán tròn do ok lắm nha cả nhà. Đó. À. Củ nở liền cốt 100%, cành nhánh rất là xum xuê. Đây, cả nhà nhìn đây ha. Đế nè, củ nở như thế này nè. Ở đây cả nhà nhìn nè. Đó ha. Một cặp như một cây như thế này giá là 190 ngàn. Đó, trời ơi cái cây này, cái tán này cả nhà nhìn nè. 190 ngàn, 4 cây bên em bao ship, 10 cây bên em sẽ tặng một. Đây cả nhà, có một số cây nó đang nở hoa rất là đẹp nha. Đây, hoa nó là màu vàng tươi, 8 đến 12 cánh bông chùm nha cả nhà. Một cái cây bự chà bá hàng chơi Tết như thế này giá chỉ có 190 ngàn, 4 cây bên em bao ship, 10 cây tặng một nha. Rồi, tiếp tục đây, thêm một cái là nhão nhung thơm bông chùm cả nhà ơi. Đó, đây, lô này thì còn số lượng ít chứ không có nhiều nha. Cây như thế này em bán giá là 190 ngàn một cây. Đó, 190 ngàn một cây, 4 cây bên em bao ship, 10 cây tặng một luôn ha. Rồi ngoài đó thì em sẽ có hàng giả siêu nụ cả nhà ơi, giá 190 ngàn một cây, 4 cây bên em cũng bao ship. Hàng siêu nụ này siêu nụ lớn nha. Đó, AK từ 40 cho đến 50. Rồi ngoài loại này thì bên em sẽ có hàng đại lộc nữa cả nhà. Đó, đại lộc thì bên em có loại nhỏ, loại lớn, đủ loại hết. Ai đó, giá đại lộc là 100 ngàn một cây nha cả nhà. Họ nút nụ nhiều lắm. Lộc thì nó có một cái điểm là nó nổi trội là nụ nó rất là to ha, nhiều luôn, 100 ngàn nha cả nhà. Rồi bên đây em sẽ có hàng đại lộc lớn hơn. Trời ơi mấy cái lô này bữa nay nụ quá trời rồi cả nhà ơi. Đó đây ha, nụ rất là dữ. Một cây như thế này là 200 nha, hai cây bên em bao ship nha cả nhà. Đó, đây là hàng đại lộc ha. Rồi còn rất là nhiều giống nữa, ai thích loại nào thì alo cho Vườn Mai của chiếc chè bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.